with proven historical evidence. Các bạn thân mến, một đoạn video ngắn được Hải quân Trung Quốc ghi lại vào năm 1988 đã được truyền thông nhà nước của họ công khai và sau đó một nước ngoài đã phát nó trên nền tảng YouTube với nội dung mà video đề cập cho thấy các hành động thấp hèn của Hải quân Trung Quốc đối với những binh lính Việt Nam không có vũ khí trong tay. Họ gọi theo đó là tự vệ. Các bạn thân mến, video này được rất ý nghĩa nên mình xin phép được dịch lại phần nội dung cho mọi người cùng nghe. Hy vọng mọi người sẽ dành thêm chút thời gian hoặc các bạn có thể tua video để nghe phần bình luận luôn nhé. Đây là cảnh giao tranh giữa hai bên Việt Nam và Trung Quốc trên đảo Gạc Ma. 6 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng bởi pháo phòng không 37mm từ tàu chiến Trung Quốc chỉ trong vài ngày. Bằng những bằng chứng lịch sử đã được chứng minh và sự kiểm soát liên tục trong quá khứ, Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông Việt Nam. Tuy nhiên, với việc tiếp tục tham vọng làm bá chủ, kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như các tuyến đường giao thông vận tải trên biển, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công dã man, vô nhân đạo vào Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế. Đoạn phim có thật này do Hải quân Trung Quốc thực hiện trong cuộc xâm lược quần đảo Trường Sa vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Đây là bằng chứng không thể chối cãi về tội ác của Hải quân Trung Quốc. Họ đã sử dụng lực lượng vũ trang áp đảo, Hải quân Trung Quốc đã sát hại 64 thủy thủ Việt Nam trong tình trạng thiếu trang bị, phá hủy và ngăn chặn các tàu không có vũ trang của Việt Nam ở vòng ngoài, mong muốn vào cứu những người bị thương. Trên thực tế, trận chiến phòng thủ này kéo dài trong vài giờ tại ba bãi đá ngầm gần hòn đảo có tên là Sinh Tồn, một trong những hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa thuộc quyền sở hữu của Việt Nam vì những lý do lịch sử và rõ nằm ở khoảng cách hơn 1.000 km về phía bờ biển Trung Quốc. Diễn biến của sự việc. Vào những tháng đầu năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã đổ quân lên 5 bãi đá ngầm và đảo San Hô thuộc quần đảo Trường Sa. Ba trong số đó nằm khá gần các đảo lớn mà Việt Nam sở hữu. Hải quân Việt Nam sau đó đã vận chuyển vật tư và thiết bị đến 6 dạn san hô khác. Họ đã giành quyền kiểm soát thành công các đảo này và ngăn chặn Hải quân Trung Quốc mở rộng vùng chiếm đóng của họ sang các đảo khác. Đầu tháng 3, Tư lệnh Hải quân Việt Nam quyết định bảo vệ 3 bãi đá ngầm khác vì chúng thuộc quần đảo Trường Sa và tạo thành một chuỗi đá ngầm mở xung quanh đảo Sinh Tồn do Việt Nam kiểm soát. Vào chiều tối ngày 13 tháng 3, ba tàu vận tải của Việt Nam đã kịp thời đến các bãi đá đó và cắm cờ thể hiện chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, vài giờ sau khi tàu vận tải của Việt Nam tiếp cận mục tiêu, bốn tàu chiến lớn của Trung Quốc đã áp sát tàu Việt Nam và bật loa cảnh báo. Bất chấp sự đe dọa từ tàu chiến Trung Quốc, các tàu vận tải của Việt Nam vẫn kiên nhẫn neo đậu bên các bãi đá ngầm. Các tàu vận tải của Việt Nam rõ ràng là không đủ sức mạnh để đối đầu với tàu chiến hải quân của Trung Quốc và không muốn leo thang xung đột. Lính Trung Quốc được lệnh tuyên thệ khi thả xuống máy bay với nhiều lính thủy đánh bộ vũ trang hạng nặng để thực hiện âm mưu khiêu khích người Việt Nam. Đến chiến tranh phải xảy ra, người Trung Quốc đặc biệt là binh lính được dạy rằng vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa với hơn 200 đảo, đá ngầm và đảo San Hô thuộc về Trung Quốc. Sự căng thẳng tiếp tục cho đến sáng hôm sau khi Trung Quốc huy động thêm tàu chiến và nhiều thuyền hơn. Họ gây thêm khiêu khích để trận chiến nổ ra. Đến 6 giờ sáng, chúng bất ngờ cử 3 thuyền nhôm chở khoảng 40 lính thủy đánh bộ có vũ trang lao nhanh về phía bãi đá ngầm. Họ cho quân đổ bộ trước thủy thủ đoàn Việt Nam và cố gắng giật cờ Việt Nam đã cắm trên sẵn bãi đá ngầm từ chiều hôm trước. Đứng trên bãi đá ngầm, nơi mặt nước ngập nửa thân người, thủy thủ Việt Nam bố trí các vị trí chỉ huy dọc theo bờ đá để bố trí phòng tuyến, cố gắng ngăn chặn quân địch tiến lên. Những người lính Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa phải rút lui khỏi các dạn san hô, nếu không sẽ nổ súng. Sự xâm nhập này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Việt Nam. Việt Nam quyết tâm giữ vững dạn san hô và giữ cho lá cờ của họ tung bay bằng bất cứ giá nào. Không thể buộc người Việt Nam rời khỏi san hô bằng áp lực. Thủy quân lục chiến Trung Quốc phải quay trở lại tàu chiến của họ. Và cuối cùng, chỉ vì Hải quân Việt Nam không chịu rút khỏi bãi đá ngầm, Trung Quốc đã dùng chiến hạm bắn súng phòng không 37 ly trực tiếp vào các thủy thủ Việt Nam, tay không và vũ trang hạng nhẹ trên bãi đá ngầm. Những người không thể tấn công họ vì vị trí phòng thủ của họ. Trận chiến đã kết thúc và sau khi xem những thước phim anh dũng của người lính trên đảo Gạc Ma, người dân khắp nơi trên thế giới đã để sự tôn trọng mãnh liệt tới những người lính thủy thủ của Việt Nam. Cũng như sự căm giận trước hành vi đê hèn của Trung Quốc và thực hư thế nào, mọi người hãy cùng lắng nghe tiếp video này nhé. Chúa ơi, tôi không biết rằng điều này lại có thể xảy ra. Đó là một cuộc tấn công ác độc và hèn nhất đối với những thủy thủ bất lực đó.
Tôi không thể tin được điều này. Hãy cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp đỡ họ không? Tuy sự kiện này đã xảy ra cách đây 33 năm, nhưng có lẽ chúng ta không được phép quên. Lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi đến gia đình của những người đã khuất, lời cầu nguyện của tôi là với họ. Lời chào từ Bồ Đào Nha. Những thủy thủ Việt Nam rất dũng cảm, tôn ngả mũ cho những người đã hy sinh trong trận chiến đó. Đừng bỏ cuộc, người anh em Việt Nam của tôi, người dân Indonesia luôn ủng hộ bạn. Hoàn toàn tôn trọng các thủy thủ đã giữ vững lập trường của họ, dù cho lúc đó họ không được vũ trang để chống lại người Trung Quốc. Hoan hô dân tộc Việt Nam đã bảo vệ lãnh thổ của họ. Nước mắt của tôi đã rơi. Kính lời các thủy thủ Việt Nam từ Philippines. Đây là sự hy sinh vô ích có phải không? Những người lính này có đủ sức can đảm thuần túy. Ở đó, người Việt Nam đã bị giết, tuy nhiên cũng vẫn bị Trung Quốc chiếm đoạt mất lãnh thổ. Các bạn đã thua rồi, 64 người đã hy sinh. Tại sao các bạn lại cố tham gia vào một cuộc chiến mà bạn không thể thắng? Đó là sự ngu ngốc. Không ai nói rằng sự hy sinh này là vô ích. Bạn không hiểu vì đó là video tiếng Anh. Tôi sẽ thông cảm cho bạn và kính phục các thủy thủ Việt Nam từ Philippines. Vâng, tôi biết những người lính Việt Nam chỉ hành động theo vị tổng tư lệnh của họ. Người đã đưa họ đến ngôi mộ tương lai của họ sớm hơn. Tuy nhiên đây là những người lính có kỹ năng chiến đấu và họ có thể phục hồi dễ dàng. Hãy tưởng tượng họ đang ở thế đối đầu nhưng họ không có vũ khí. Tôi thương hại những người lính đã chết ở đó. May thay, Tổng thống Duterte của Philippines không giống như vị tổng tư lệnh của Việt Nam. Anh ta sẽ không để người của mình chết chỉ vì mảnh nào đó. Dòng máu Việt Nam chân chính, tôi xin gửi lời chào đến các bạn. Shochinasi, không phải lúc nào cũng gọi là Shochinasi. Nó thường được gọi là biển Champa hay biển của người Cham trước thế kỷ 16. Các thương gia đi buôn ở biển Champa đã bắt đầu gọi nó là Shochinasi vì nó là phía nam của Trung Quốc. Chỉ vì cái tên Shochinasi, nó không có nghĩa là tất cả đều thuộc về Trung Quốc giống như tên Pindiser. Nó không có nghĩa là anh ta là hoàng tử. Họ là những người hàng xóm tốt bụng nhất của Philippines bởi vì đất nước này thật sự là nơi bạn nên tìm hiểu về con người cũng như sự khiêm tốn của họ. Philippines thật khó để cho kẻ thù cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối đầu với tỷ lệ nghèo đói cao và hầu như không có quân đội thường trực. Trên thế giới này, mỗi khi có một quốc gia nào đó vượt lên trên đỉnh cao cả về nền kinh tế cũng như có quân đội hùng mạnh, thì họ đều giơ nanh vuốt của họ sang các quốc gia khác giống như những gì mà Hoa Kỳ đang làm ở Trung Quốc. Đó cũng là cách mà Hoa Kỳ và Trung Quốc thường dàn nhãn biện đặt cho một quốc gia khác. Thật buồn cười khi xem điều này, cầu mong tất cả các bạn đều được lên thiên đàng, Việt Nam thật anh hùng. Việt Nam ơi, Philippines đồng hành cùng bạn, chúng tôi cũng bị Trung Quốc sách nhiễu vì lòng tham của họ đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa. Nam Á, Ấn Độ và Nhật Bản nên đoàn kết chống Trung Quốc xâm lược, kính gửi Việt Nam từ Nhật Bản. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người Trung Quốc lúc đó tổ chức rất kém và bộ chỉ huy của họ cũng e sợ nếu họ đẩy mạnh leo thang chiến tranh hơn nữa thì Liên Xô có thể sẵn sàng can thiệp vào, điều đó làm tình hình trở nên quá mức cần thiết. Vì vậy, họ sẽ chạy tới chạy lui với Hoa Kỳ. Nhưng vì cả hai nước đều muốn giải quyết nội bộ với nhau, Trung Quốc tôn trọng Việt Nam và chỉ hai nước này đi ngược chiều nhau. Dù thế nào đi nữa, những người Việt Nam thiệt mạng trong cuộc xung đột khiến tôi hoàn toàn tôn trọng với tư cách là một người Trung Quốc. Họ cũng rất dũng cảm vì đã đứng lên chống lại các tàu vũ trang của chúng tôi, ngay cả khi họ không có vũ khí. Bây giờ tôi đã biết tại sao Việt Nam mua nhiều vũ khí. Họ dùng để chống lại bất kỳ kẻ thù nào sắp tới muốn động chạm tới họ và cũng là để tránh vụ xả súng đẫm máu như thế này xảy ra một lần nữa mà không phải đánh nhau ác liệt. Tôi xin đứng nghiêm mình và chào những người lính thủy thủ Việt Nam đã hy sinh tính mạng của họ để chống lại những kẻ xâm lược. Đây đúng là cuộc chiến của David với Goliath. Tôi ngưỡng mộ Việt Nam vì lòng dũng cảm không bao giờ bị khuất phục, họ không bao giờ lùi bước trước những người khổng lồ. Tôi cầu nguyện cho các bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Chà, Việt Nam đã phải tranh giành đất đai của họ trong nhiều năm từ tay Trung Quốc về Hoa Kỳ. Họ đã đến Việt Nam và giết nhiều người, nhưng Việt Nam vẫn mạnh mẽ. Sau đó tôi tôn trọng họ. Hy vọng đất nước Philippines của tôi sẽ bảo vệ chủ quyền của chúng tôi ở biển Tây Philippines nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Đồng cảm với những người lính Việt Nam, mặc dù tôi đến từ Trung Quốc, thành thật mà nói, hải quân từ Trung Quốc của tôi là một điều đáng xấu hổ khi bắn vào những người không thể tự vệ trong tình huống đó. Đó không phải là một hành vi cao quý vì nó hoàn toàn phản bội giá trị của Nobel Trung Quốc.
Tôi rất xin lỗi và cảm thấy xấu hổ khi thấy điều đó xảy ra. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi phải thừa nhận Việt Nam và dân tộc họ luôn là anh hùng trong suốt lịch sử hàng nghìn năm chống Trung Quốc. Hoan hô Việt Nam muôn năm. Người Việt Nam rất tốt và thân thiện, chỉ vì bạn tôn trọng họ, họ không tham lam. Chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm ngay cả ngày hôm nay về tội ác này với mày chiếm được trao cho mọi người quan chức chính phủ. Là một người Nhật Bản, tôi không biết quốc gia nào có truyền thống lãnh thổ đối với quần đảo Trường Sa, nhưng quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ cần là một người có đầu óc lành mạnh thì không thể làm ngơ trước sự tàn bạo của Trung Quốc được thể hiện trong video trong trận hải chiến này. Lúc đó có lẽ những người lính Việt Nam chỉ mang theo công cụ để đánh dấu các hòn đảo như một hàng rào lãnh thổ. Lần tới, hy vọng Việt Nam sẽ giao chiến với Trung Quốc bằng tàu chiến thực sự. Hãy để tôi cho bạn biết sự khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Một là Trung Quốc cố gắng chiếm lấy Việt Nam trong 2.000 năm. Hết lần này đến lần khác, Hoa Kỳ chỉ cố gắng một lần và bỏ cuộc. Nhưng có vẻ Mỹ đã cố gắng trong cuộc chiến với Việt Nam vì sự cạnh tranh vị thế với Liên Xô, chứ không phải vì muốn lấy một tấc đất của Việt Nam, nó khác với Trung Quốc. Người Mỹ ở xa nên ít bị đe dọa với Việt Nam hơn, Trung Quốc ở ngay bên cạnh, vì vậy nó gây ra mối đe dọa thường xuyên. Bên cạnh quay đầu là những người Trung Quốc, tuy nhiên trong các câu chuyện bình luận bên dưới đều ủng hộ Việt Nam. Chống lại Trung Quốc, chính Việt Nam đã sử dụng cùng một chiến thuật du kích thay vì trực diện với quân đội Trung Quốc và tận dụng lợi thế sân nhà là địa hình hiểm trở của Việt Nam trước người Trung Quốc. Cuối cùng người Trung Quốc đã học được bài viết. Mặc dù thương vong của Việt Nam rất lớn, tuy nhiên nếu ngày mai chiến tranh nổ ra với Trung Quốc và Việt Nam trên Trường Sa, tôi không chắc chắn liệu kết quả có giống nhau như vậy không. Hoan hô lòng dũng cảm của người Việt Nam để bảo vệ lãnh thổ của mình. Họ không màng đến thua thiệt, thật xấu hổ so với đất nước của tôi khi chưa được một phát súng nào vang lên mà tất cả đã chu mõm lên như một con chó đang sợ hãi. Thời điểm đó, lực lượng hải quân của Việt Nam thiếu hiệu quả một cách có hệ thống, lại không có nền công nghiệp quân sự mạnh làm nền tảng, thì dù chỉ một trận đánh cũng nguy hiểm cho cả Việt Nam. Ngoài ra, việc tiếp tục mua vũ khí nước ngoài chỉ làm tồn tại đến năng suất của mình. Và quan trọng nhất là nền kinh tế. Tôi đã bị sốc, tôi không bao giờ biết điều này đã xảy ra. Hải quân và chính phủ Trung Quốc rất hèn nhát và thông qua các sự kiện hiện tại, tôi không nghĩ họ đã thay đổi nhiều. Các bạn thân mến, video của mình xin phép được kết thúc tại đây và không nói Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Một ngày nào đó, thế giới biến động, Việt Nam sẽ ra tay đòi lại những gì đã mất. Quan trọng là bây giờ, tự chủ về sản xuất, quốc phòng thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thực hiện được mục tiêu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại!